Thân ái chào tất cả các em tham dự buổi học hôm nay. Cô xin tự giới thiệu, cô là Phạm Thị Hải Yến, hiện đang công tác tại trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh. Lời đầu tiên, cô chúc các em tiếp thu bài thật tốt và cô hy vọng rằng bài giảng này sẽ cung cấp cho các em kiến thức cần thiết và bổ ích phục vụ cho môn học của mình. Bây giờ, cô trò ta cùng bắt đầu đi vào bài học nhé. Các em thân mến, chẳng biết từ bao giờ thiên nhiên đã ban tặng cho con người một mùa đẹp nhất trong năm, mùa xuân. Đó cũng là đề tài quen thuộc, nhưng vẫn luôn là nguồn cảm hứng bất tận của thi ca nhạc họa tự cổ chí kim. Bước vào vườn hoa xuân của dân tộc, ta sẽ bắt gặp những bông hoa thơ đậm sắc, đậm hương. Một mùa xuân đẹp như tơ, như lụa trong truyện Kiều của Nguyễn Du. Một mùa xuân tràn ngập sắc xanh trong Mùa xuân xanh của Nguyễn Bính. Một mùa xuân đầy trong trẻo, khát vọng trong Mùa xuân chín của Hàn Mặc Tử. Hôm nay, cô trò ta sẽ cùng thưởng thức một mùa xuân rất đặc biệt, mùa xuân nho nhỏ của nhà thơ Thanh Hải, mùa xuân của thiên nhiên, đất nước và của lòng người. Mục tiêu cần đạt của bài học như sau. Một là về kiến thức, giúp các em cảm nhận được cảm xúc trước mùa xuân của thiên nhiên, đất nước và khát vọng đẹp đẽ của nhà thơ muốn được dâng hiến cho cuộc đời trong bài thơ Mùa xuân nho nhỏ. Giúp các em nhận ra những sáng tạo nghệ thuật của tác giả thể hiện trong bài thơ. Hai là về kỹ năng, đọc hiểu một văn bản thơ trữ tình hiện đại, từ đó trình bày được những suy nghĩ, cảm nhận về một hình ảnh thơ, một khổ thơ, một tác phẩm thơ. Ba là về thái độ, bài giảng sẽ giúp các em bồi dưỡng được tình yêu thiên nhiên, yêu quê hương đất nước và những khát vọng, lý tưởng sống cao đẹp. Phần thứ nhất của bài học là phần tìm hiểu chung về tác giả tác phẩm. Bây giờ cô muốn các em hãy dựa vào phần chú thích sách giáo khoa trang 56 để giới thiệu những nét chính về nhà thơ Thanh Hải. Cô trân trọng giới thiệu, đây là chân dung của nhà thơ Thanh Hải. Nhà thơ tên thật là Phạm Bá Ngoãn, sinh năm 1930, mất năm 1980. Ông xuất thân trong một gia đình trí thức nghèo, cha dạy học, mẹ là người phụ nữ nông dân chân chất, thật thà. Ngay từ nhỏ, Thanh Hải đã được thừa hưởng vốn tri thức của cha và tính cách hồn hậu, dung dị của mẹ. Ông sinh ra và lớn lên tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Mảnh đất cố đô cổ kính thâm trầm ấy đã để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm hồn nhà thơ và các sáng tác của ông. Như vậy, gia đình, quê hương chính là hai yếu tố quan trọng góp phần bồi đắp, nuôi dưỡng hồn thơ Thanh Hải. Nhắc đến Thanh Hải, các em cần lưu ý những điểm quan trọng sau đây. Ông là nhà thơ cách mạng, hoạt động văn nghệ từ cuối những năm kháng chiến chống Pháp. Trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, Thanh Hải ở lại quê hương hoạt động và là một trong những cây bút có công xây dựng nền văn học cách mạng miền Nam từ những ngày đầu. Thơ ông thường viết về thiên nhiên, lòng yêu cuộc sống, yêu quê hương, đất nước, đặc biệt là ca ngợi sự hy sinh của nhân dân miền Nam và khẳng định niềm tin chiến thắng của cách mạng. Thơ Thanh Hải khi ấy được cả miền Bắc đón nhận, coi đó là tiếng nói nhớ thương, là niềm khát khao đoàn tụ của miền Nam xa cách. Nhà thơ Thanh Hải sở hữu một phong cách thơ chân chất, bình dị, đôn hậu, chân thành, lắng đọng. Ông có nhiều tập thơ đặc sắc như Những đồng chí trung kiên, Dấu võng Trường Sơn, Huế mùa xuân, Mưa xuân đất này và một số những tác phẩm khác. Cô vừa giới thiệu với các em đôi nét tiêu biểu về tác giả, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang tìm hiểu những nét khái quát về tác phẩm. Các em hãy cho biết hoàn cảnh ra đời của bài thơ có gì đặc biệt. Bài thơ Mùa xuân nho nhỏ ra đời vào tháng 11 năm 1980. Đây là thời điểm đất nước ta vừa trải qua các cuộc chiến tranh, đang trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội với muôn vàn khó khăn thử thách, nhưng cũng vô cùng hào hứng, sôi nổi. Với riêng nhà thơ, đây lại là lúc ông bệnh nặng, đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương thành phố Huế, từng giờ, từng phút,
chống chọi với bệnh tật để giành giật sự sống, và một tháng sau thì ông qua đời. Hiểu điều này, ta mới thấy hết được tấm lòng thiết tha với cuộc sống, với quê hương đất nước của nhà thơ. Và chúng ta sẽ đề cập đến vấn đề này trong phần tìm hiểu bài các em nhé. Trước khi tìm hiểu vẻ đẹp về nội dung và nghệ thuật của một bài thơ, bao giờ chúng ta cũng phải đọc và tìm hiểu chú thích để bước đầu hiểu được tư tưởng chung của tác phẩm. B nhỏ, đọc chú thích. Bài thơ này các em cần đọc với giọng vui tươi, say sưa ở hai khổ đầu, giọng trầm lắng ở khổ thơ thứ ba, giọng náo nức ở khổ thơ thứ tư, còn khổ năm thì chậm rãi, lắng đọng và sôi nổi thiết tha nhịp nhàng ở khổ thơ cuối. Chúng ta sẽ đọc từng khổ thơ trong quá trình tìm hiểu bài các em nhé. Bây giờ, các em hãy quan sát hình thức của bài thơ và ta sẽ thấy bài thơ sử dụng thể thơ 5 chữ. Đây là thể thơ phù hợp để diễn tả những cảm xúc trong sáng, tươi vui và cả những suy tư, trăn trở của nhà thơ. Đọc xong bài thơ, cô mời các em trả lời câu hỏi sau. Nội dung bao trùm toàn bộ bài thơ này là gì? Từ đó hãy xác định bố cục của bài thơ. Chúng ta chuyển sang mục D nhỏ, mạch cảm xúc và bố cục. Bài thơ bắt đầu từ những cảm xúc hồn nhiên, trong trẻo trước vẻ đẹp và sức sống của mùa xuân thiên nhiên. Từ đó mở rộng ra là cảm nghĩ về mùa xuân đất nước và lắng lại trong những suy ngẫm và ước nguyện của tác giả. Cuối cùng khép lại với những cảm xúc thiết tha, tự hào về quê hương đất nước qua điệu dân ca xứ Huế. Mạch cảm xúc này tương ứng với bố cục 4 phần. Khổ thơ thứ nhất là cảm xúc về mùa xuân thiên nhiên. Khổ 2 và 3 là cảm xúc về mùa xuân đất nước con người. Khổ 4, khổ 5 là ước nguyện chân thành tha thiết của tác giả. Và khổ cuối cùng, khổ thơ thứ 6 là mùa xuân trong khúc hát ngợi ca quê hương. Và để hiểu thêm những điều ý nghĩa mà nhà thơ gửi gắm từ bố cục này, chúng ta sẽ bước sang phần 2 La Mã tìm hiểu văn bản. Nội dung thứ nhất, cảm xúc trước mùa xuân thiên nhiên đất trời. Thì khổ thơ này chúng ta sẽ đọc với giọng điệu vui tươi, say sưa các em nhé. Mọc giữa dòng sông xanh, một bông hoa tím biếc, ơi con chim triền triện, hót chi mà vang trời, từng giọt long lanh rơi, tôi đưa tay tôi hứng. Các em hãy cho cô biết mùa xuân của thiên nhiên đất trời được miêu tả như thế nào qua những hình ảnh, màu sắc, âm thanh trong khổ thơ đầu. Nghệ thuật miêu tả của tác giả có gì nổi bật? Bài thơ mở đầu bằng một bức tranh tràn ngập sắc xuân, một mùa xuân rất Huế. Xứ Huế đã đi vào trong thi ca của không ít các thi nhân, nhưng với đoạn thơ này, ta cảm nhận được phong vị rất riêng của Thanh Hải. Bức tranh xuân ấy hiện lên với rất ít chi tiết, nhưng vẫn đẹp một cách hoàn thiện, với đầy đủ đường nét, sắc màu, âm thanh, ánh sáng. Trước hết là sự xuất hiện của những hình ảnh bình dị mà đặc trưng của mùa xuân. Có một dòng sông xanh hiền hòa, mênh mang, làm nền cho sắc tím biếc của bông hoa, màu tím của xứ Huế mộng mơ. Hình ảnh dòng sông xanh gợi nhớ dòng Hương Giang thơ mộng. Con sông như một dải lụa xanh mềm mại chảy giữa lòng thành phố, đem đến cho nơi đây một vẻ đẹp thơ mộng đến mê hồn, một vẻ đẹp dịu dàng chẳng nơi nào có được. Có lẽ vì thế mà một nhà thơ đã viết: nếu không có một dòng hương, câu thơ xứ Huế nửa đường đánh rơi. Màu xanh ấy là sự kết đọng giữa màu xanh trong trẻo của đất trời và của cây cối hai bên bờ, một vẻ đẹp yên ả, dịu êm. Nổi bật giữa sắc xanh dịu mát ấy là màu tím biếc của bông hoa. Đó có thể là một bông hoa dân dã như cánh lục bình hay bông súng tím mà ta thường gặp ở các ao hồ, sông nước làng quê. Con sông nhỏ tuổi thơ ta tắm, vẫn còn đây nước chẳng đổi dòng, hoa lục bình tím cả bờ sông. Cái sắc tím ấy còn gợi nhớ về những tà áo dài thướt tha mà các cô gái Huế ưa mặc
khi họ dạo bước qua cầu Tràng Tiền. Cảnh sắc ấy đã thấm đẫm tình người, hồn người xứ Huế. Nhà thơ còn khéo léo vận dụng phép đảo ngữ khi đưa động từ mọc lên đầu bài thơ. Nó gợi sự vươn lên khỏe khoắn, mạnh mẽ của bông hoa giữa dòng sông xanh thẳm, làm cho cái sắc tím biếc ít ỏi là thế bỗng trở nên thật nổi bật. Nó mọc lên từ giữa dòng sông như tâm điểm của bức tranh. Bông hoa ấy như thể là nơi phát sinh, nơi khởi nguồn cho cái sức sống dồi dào bất tận của mùa xuân. Màu xanh của nước hài hòa với màu tím biếc của hoa đã vẽ nên một bức tranh xuân thơ mộng, rực rỡ sắc màu, đậm đà phong vị xứ Huế, nhưng không tĩnh tại, lặng im mà sống động, sinh sôi, căng tràn sức sống. Mùa xuân xứ Huế đâu chỉ đẹp bởi sắc màu mà còn rộn rã bởi âm thanh. Ơi con chim triền triện, hót chi mà vang trời. Không gian mùa xuân mở rộng khoáng đạt, bao la, với hình ảnh bầu trời và âm thanh tiếng chim triền triện thân thuộc của quê hương miền Trung. Biết bao thiết tha trìu mến, qua lời kêu, qua giọng hỏi, cũng dịu ngọt, cũng rất Huế của nhà thơ, và đồng thời ở đây cũng là phép nhân hóa. Ơi chi mà! Ơi con chim triền triện, lời gọi ấy như cất lên từ sâu thẳm tình yêu của nhà thơ đối với thiên nhiên tươi đẹp. Cảm xúc của con người đã thực sự trào dâng qua câu hỏi tu từ, hót chi mà vang trời. Tiếng chim ấy vang tận trời cao, trong trẻo, ngân nga, rộn ràng, lan tỏa. Làm không gian xứ Huế vốn thâm trầm, bỗng trở nên náo nức lạ thường. Nó làm sống dậy cả không gian cao rộng, làm sống dậy, vực dậy cả một tâm hồn con người đang phải đối mặt với bóng đen u ám của bệnh tật, của cái chết rình rập. Sáng tạo độc đáo của Thanh Hải tiếp tục thể hiện ở hai câu thơ cuối. Từng giọt long lanh rơi, tôi đưa tay tôi hứng. Các em hiểu như thế nào về hình ảnh giọt long lanh này? Các em ạ, giọt long lanh gợi lên nhiều liên tưởng thi vị. Có thể là giọt nắng xuân buổi sớm, có thể là giọt sương lấp lánh, rơi xuống từng nhành cây kẽ lá như những hạt ngọc. Nhưng theo mạch cảm xúc của đoạn thơ, thì có lẽ đây là giọt âm thanh của tiếng chim triền triện. Tác giả không chỉ lắng nghe âm thanh của tiếng chim, mà còn nhìn thấy nó kết động thành hình, thành khối với sắc màu long lanh. Nghệ thuật ẩn dụ chuyển đổi cảm giác đã giúp nhà thơ diễn tả những cung bậc trào dâng của cảm xúc, biến những điều vô lý thành hợp lý, có sức lay động lòng người. Tiếng chim triền triện thả vào không gian trong suốt của mùa xuân những thanh âm trong trẻo. Phải chăng đó là những giọt mùa xuân đang đọng lại bởi tình yêu cuộc sống đang dâng trào trong trái tim của thi nhân? Cử chỉ tôi đưa tay tôi hứng cùng với điệp từ tôi thể hiện sự trân trọng, nâng niu đón nhận, vẻ đẹp thiên nhiên cùng với cảm xúc say sưa, ngây ngất, xốn sang, rạo rực của nhà thơ trước đất trời mùa xuân. Thanh Hải như muốn ôm trọn vào lòng tất cả sức sống của mùa xuân, của cuộc đời. Đặt trong hoàn cảnh sáng tác của bài thơ, qua khổ thơ đầu, ta có thể thấy tác giả là người như thế nào? Các em yêu quý, đây là lời cuối cùng của một người sắp đi xa, lại viết vào tháng 11 năm 1980. Giữa những ngày đông tê tái của xứ Huế mà hình ảnh âm thanh vẫn trong trẻo, mang sức sống mãnh liệt của mùa xuân. Như vậy, mùa xuân ở đây là mùa xuân trong tâm tưởng của con người. Điều đó cho ta hiểu rằng mùa xuân không chỉ đến theo quy luật tuần hoàn của tự nhiên, mà còn sớm đến với những ai biết yêu mùa xuân, yêu cuộc sống như nhà thơ Thanh Hải. Người ta vẫn còn nhớ mãn giác thiền sư đời Lý khi đối mặt với bệnh tật, thậm chí phải đối mặt với cái chết mà vẫn hướng đến một mùa xuân tươi trẻ, tràn đầy sức sống, thể hiện một tâm hồn lạc quan yêu đời, một niềm khát khao cuộc sống vô bờ.
mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai. Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một nhành mai. Và Thanh Hải cũng là một con người như thế đó các em ạ. À, nói tóm lại, Khổ thơ đầu là một bức tranh mùa xuân tươi tắn, khoáng đạt, trong trẻo, rộn ràng, ấp đầy sự sống và ấm áp tình người. Qua đó, nó nói lên cảm xúc say sưa, ngây ngất, trìu mến, trân trọng, nâng niu của tác giả trước vẻ đẹp đất trời lúc vào xuân. Từ cảm xúc trước mùa xuân nên thơ tươi đẹp của thiên nhiên đất Huế, tác giả đã tìm thấy niềm cảm xúc lan tỏa ngân nga trong mùa xuân đất nước con người. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang nội dung thứ hai, cảm xúc trước mùa xuân đất nước con người, được thể hiện trong hai khổ thơ 2 và 3. Đầu tiên là hình ảnh con người mùa xuân. Ở khổ thơ thứ hai, các em vẫn đọc bằng giọng vui tươi say sưa nhé. Mùa xuân người cầm súng, lộc dắt đầy trên lưng. Mùa xuân người ra đồng, lộc trải dài nương mạ. Tất cả như hối hả, tất cả như xôn xao. Nếu mùa xuân của thiên nhiên đất trời được vẽ nên từ các đường nét, màu sắc, âm thanh, thì mùa xuân đất nước lắng đọng trong những hình ảnh nào? Tác giả muốn gửi gắm điều gì qua những hình ảnh đó? Các em chú ý hai hình ảnh, người cầm súng và người ra đồng. Đây là hai hình ảnh hoán dụ, tượng trưng cho hai lực lượng đông đảo nhất, gánh vác hai nhiệm vụ quan trọng nhất của lịch sử trong giai đoạn này. Người cầm súng là người chiến sĩ với nhiệm vụ chiến đấu, bảo vệ quê hương. Còn người ra đồng là hình ảnh người lao động, nơi hậu phương gắn với nhiệm vụ dựng xây đất nước xã hội chủ nghĩa. Câu thơ vì vậy mang một ý nghĩa sâu sắc. Mồ hôi, nước mắt, xương máu của nhân dân ta đã góp phần nhuộm màu phì nhiêu cho mùa xuân vĩnh hằng của dân tộc. Hình ảnh con người mùa xuân trong lao động và chiến đấu được gắn liền với một hình ảnh giàu chất thơ, đó chính là hình ảnh lộc xuân. Lộc ở đây vừa mang ý nghĩa tả thực, vừa là phép điệp từ và cũng là hình ảnh ẩn dụ giàu sức gợi. Ở nét nghĩa tả thực, lộc là nhành non chồi biếc của mùa xuân. Lộc của người cầm súng chính là những cành lá ngụy trang, người lính ra trận để bảo vệ hai đầu biên cương của đất nước, mang theo vòng ngụy trang trên lưng như mang theo cả chồi non lộc biếc của mùa xuân theo cùng. Màu xanh sức sống đó đã tiếp thêm sức mạnh, ý chí cho người lính để họ cầm chắc tay súng chiến đấu với quân thù, giữ bình yên cho mùa xuân đất nước. Còn người nông dân thì dệt nên mùa xuân trên từng nương mạ xanh rờn, là mầm mống của sự sinh sôi, báo hiệu những mùa vàng no ấm. Vậy là chính người cầm súng và người ra đồng đã đem về mùa xuân bình yên, no ấm cho quê hương đất nước. Dùng hình ảnh lộc xuân như để ca ngợi sự cống hiến quên mình của họ. Như vậy, lộc còn mang ý nghĩa ẩn dụ cho những thành quả trong lao động, chiến đấu của con người, là biểu tượng của độc lập tự do, cuộc sống ấm no hạnh phúc mà người cầm súng và người ra đồng đem lại. Hơn nữa, lộc còn là niềm tin yêu hy vọng của mỗi người vào tương lai đất nước. Khi người người, nhà nhà đang sẵn sàng cống hiến hết tài năng sức lực vào công cuộc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Vậy lộc chính là thành quả hôm nay và niềm tin hy vọng của ngày mai. Từ những suy nghĩ rất thực về đất nước, nhà thơ khái quát: tất cả như hối hả, tất cả như xôn xao. Các em quan sát thử xem, ở hai câu thơ này, tác giả sử dụng nghệ thuật gì? Tác dụng của chúng ra sao? Các em lưu ý điệp ngữ tất cả và hai từ lấy hối hả xôn xao cùng cấu trúc sóng đôi của hai câu thơ
tức là nghệ thuật điệp cấu trúc, đã có tác dụng vừa tạo ra nhịp thơ vui tươi rộn rã, vừa như khẳng định cả dân tộc đang bước vào xuân với khí thế thật khẩn trương, hăng say, náo nức, tươi vui, vừa thể hiện nhiệt tình và trách nhiệm của những con người đang bắt tay bảo vệ quê hương và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Con người mùa xuân hăng hái trong lao động chiến đấu, còn đất nước mùa xuân như thế nào? Các em chuyển sang nội dung B, đất nước mùa xuân ở khổ thơ thứ 3. Nếu ở hai khổ thơ trên, khi miêu tả mùa xuân thiên nhiên và con người, giọng điệu bài thơ thật tươi vui náo nức, thì ở khổ thơ này, giọng thơ như lắng lại khi tác giả thể hiện suy ngẫm về đất nước. Đất nước 4.000 năm, vất vả và gian lao, đất nước như vì sao cứ đi lên phía trước. Bây giờ, các em hãy phát hiện những nét nghệ thuật đặc sắc trong khổ thơ này và nêu hiệu quả diễn đạt của các biện pháp nghệ thuật đó nào. Trước hết, các em nhìn thấy ở khổ thơ là điệp ngữ đất nước. Đã nhấn mạnh hình ảnh đất nước qua cái nhìn sâu sắc tự hào của tác giả theo suốt chiều dài lịch sử, từ quá khứ, hiện tại đến tương lai. Với đất nước trong quá khứ, tác giả viết: đất nước 4.000 năm, vất vả và gian lao. Hai câu thơ như một lời tổng kết về một hành trình lịch sử của dân tộc, phép nhân hóa ở hai tính từ vất vả, gian lao, khiến hình ảnh tổ quốc trong quá khứ hiện lên như một người mẹ lam lũ tảo tần, một đất nước vất vả đau thương, trải bao thăng trầm lịch sử. Đó là hành trình 4.000 năm dựng nước gian khổ nhọc nhằn, 4.000 năm giữ nước với các cuộc kháng chiến chống xâm lược kiên cường anh dũng. Lời thơ chất chứa tình yêu thương, tự hào của tác giả về quá khứ vất vả, gian lao nhưng đầy vinh quang của dân tộc. Điều này gợi ta nhớ đến những câu thơ của Nguyễn Đình Thi: quê hương biết mấy thân yêu, bao nhiêu đời đã chịu nhiều thương đau, mặt người vất vả in sâu, gái trai cũng một áo nâu nhuộm bùn. Từ niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc, từ niềm vui với đất nước trong hiện tại, nhà thơ thể hiện lòng tin tưởng vào sức sống, sự vươn lên kỳ diệu của đất nước trong tương lai. Đất nước như vì sao cứ đi lên phía trước. Dù mùa xuân hiện tại của đất nước còn không ít khó khăn, thử thách, hai đầu đất nước đang có chiến tranh, ruộng đất đất thì đầy bom đạn do chiến tranh chống Mỹ để lại. Nhưng không bi quan, nhà thơ vẫn vững tin vào tương lai tươi sáng của đất nước qua hình ảnh so sánh, nhân hóa. Đất nước như vì sao, cứ đi lên phía trước. Sao là nguồn sáng, là vẻ đẹp lung linh của bầu trời đêm, là hiện thân của sự vĩnh hằng trong vũ trụ. So sánh nhân hóa như thế đã khẳng định vị thế, tầm vóc, sức sống lâu bền, kiên cường, bền bỉ cùng sự trường tồn của đất nước. Đặc biệt là từ cứ ở câu thơ cuối vang lên thật tự tin, kiêu hãnh. Cứ là bất chấp mọi rào cản. Đất nước trong hiện tại và tương lai sẽ mang lấy sức mạnh của một dân tộc bé nhỏ mà vĩ đại trong quá khứ để vượt qua mọi thử thách, để không ngừng tiến lên và tỏa sáng. Nói tóm lại, khổ thơ là niềm tin yêu, hy vọng, tự hào về một tương lai tươi sáng, trường tồn của đất nước. Niềm tin yêu ấy của nhà thơ bây giờ đã trở thành hiện thực khi mà bạn bè khắp năm châu bốn biển đã biết đến con người Việt Nam, đất nước Việt Nam với lòng ngưỡng mộ sâu sắc. Sẽ không có mùa xuân đất nước lớn lao nếu không có sự lặng thầm cống hiến của mỗi con người. Chúng ta hãy lắng nghe để cảm nhận ước nguyện chân thành tha thiết của tác giả được thể hiện trong khổ thơ thứ 4 và thứ 5 tiếp theo. Các em thân mến, trong tiết học hôm nay,
Cô trò chúng ta vừa tìm hiểu những nét khái quát về nhà thơ Thanh Hải và thi phẩm Mùa Xuân Nho Nhỏ của ông, cũng như phân tích được hai nội dung: cảm xúc của nhà thơ trước mùa xuân thiên nhiên đất trời và trước mùa xuân đất nước con người. Trong tiết học tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu ước nguyện chân thành tha thiết của tác giả được thể hiện trong khổ thơ thứ tư và thứ năm, và mùa xuân trong khúc hát ngợi ca quê hương trong khổ cuối của bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ. Các em về nhà củng cố lại những kiến thức mình vừa học và tìm hiểu trước nội dung và nghệ thuật của hai phần còn lại. Chúc các em mạnh khỏe và học tập tốt. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong chương trình kỳ tới.